Bây giờ chị mô tả tất cả những cái triệu chứng mà chị cảm thấy được, chị gặp phải từ cái hồi mà chị thấy rằng nó có cái bất thường ở cái hàm, thì kể lần lượt cho em nghe xem. Đầu tiên Kể là kỹ. mình cảm thấy là cái lúc mình ăn nhai nó không không nó đau là cái nhất này, cái thứ hai là nó không thật với lại cái hàm răng của mình có cảm giác ăn có cảm giác nó không đúng cái hàm răng, nó không thật mà ăn nó không ngon này. Sau đó là nó đau nhất, nhưng mà sợ nhất là khi mà mình mà bị thiếu ngủ, mình bị ngáp ấy, mình bị ngáp, mình há miệng ra xong mình không kiểu cảm giác không thể ngậm được miệng lại ngay mà phải nó cứ khục khục ở bên thái dương này, xong rồi thì là Ở bên mình trái hay bên phải ở bên phải, xong mình phải ngậm miệng, cái cảm giác là ngậm từ 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 rồi xong mình nhả ra đấy, nó là như thế. Thế bây giờ là đang bị đau, là đau ở đâu? Bây giờ là có nghĩa là mình ăn nhai thì là có thể là nó đỡ đau, vì hôm trước là em ra chụp là bác sĩ kê đơn cho mua thuốc kháng sinh về mình uống ấy, thì xong là mình thấy nó đỡ đau hơn một chút, nhưng mà mình vẫn còn cái cảm giác nó đau ở thái dương. Bây giờ có thể mình sờ mình cũng vẫn thấy nó đau ở cái thái dương này luôn đấy, nó đau như thế. Mà mình ngáp sợ nhất là khi mình bị ngáp, Thế ngáp thử xem. không mình há miệng ra mình ngậm này thì nó bình thường, nhưng mà cái lúc mà mình ngáp thì chắc chắn là mình sẽ ngáp hết hết cỡ luôn ấy, xong mình ngậm lại nó rất là khó, nó mới lại nó có nó cứ kêu khục 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 khục, có cảm giác nó kêu khục khục này ở đây. Há to hết cỡ xem. To nữa thôi. Há to là rất khó đúng không? Mà nó kêu đấy đúng không? Nó bị lock, nó bị khóa ở chỗ đấy lại đúng không? Há đấy. Ngoài ra thì có triệu chứng ở đâu nữa không? Dạ Có không, triệu chứng đau đầu, đau cổ, vai gáy gì không? dạ không, có nghĩa là từ cái hôm nó bị đau đấy, xong mình lấy giấy tai này, mình có cảm giác là cứ như là tai của mình không phải tai của mình, nhưng mình lấy nó coi như là cái bên tai này nó bị ù ù luôn. Bây giờ nó có ồn không? Bây giờ nó vẫn thế, mình lấy giấy tai này này nó không có cảm giác thật với tai của mình nữa, nó cũng y chang như là mình ăn nhai này này, nó không đúng với lại cái răng miệng của mình mà ăn nhai có vẻ này như kiểu là ăn ngượng ấy. Còn mấy hôm đầu tiên nó mới đau thì có nghĩa là mình chỉ ăn bên này thôi, còn bên này thì có như kiểu là mình không thể nhai hai hàm răng nó cọ sát vào với nhau được ấy, thế là ăn nhai không được kỹ. Thế chị nhìn đây này, thì bây giờ các cái triệu chứng của chị cảm nhận được là nó như thế nào rồi? Bây giờ ăn nhai thì nó không đau nữa này, Ăn nhai không đau nữa, ăn nhai vâng, bình ăn thường nhai chưa? bình thường rồi. Thế Với có cần lại chỉnh cái gì ở răng nó nhai nữa không? không, ở răng nhai của em không cần chỉnh cái gì thêm ạ. Với lại mình không có cảm giác là đau đầu ù tai nữa. Đầu đầu Giờ tai là nó hết. vâng, giờ chỉ là những lúc mình ngáp ấy thì mình vẫn thấy còn hơi thấy nó đau một chút ở bên phía thái Có thấy dương nó này. giảm không? Có, nó giảm hơn trước nhiều mà bây giờ chỉ còn đau hơi đau một chút thôi. Tức là khi ngáp là bây giờ là ngáp thoải mái hơn rồi đúng không? Tự Vâng. tin để ngáp hơn rồi. Vâng. Nhưng mà vẫn còn đau một chút Vâng, chỉ đúng còn không? đau một chút nữa thôi ạ. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ chữa nốt cái ngáp nhé. Dạ vâng. Làm sao cho ngáp nó sướng nhất nhé. Dạ vâng. Thế chị có hay ngáp không? Nếu như là mình đi làm đêm thì mình sẽ hay ngáp khi là mình buồn ngủ Ngủ. ấy. Thế làm đêm thì thường làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em làm từ 5 giờ chiều đến 2 giờ đêm thì hết 2 giờ ca. đêm. Nhưng mà hết ca xong mình được nghỉ ngơi một tiếng, xong mình tăng ca đến 8 giờ sáng mình đi về vậy. 8 giờ sáng mới về. Dạ vâng. Thế là một tuần làm đêm như vậy mấy hôm? Có nghĩa là em làm 2 tuần đêm, 2 tuần ngày, nhưng mà không phải là ngày nào mình cũng tăng ca. Nếu mà mình không tăng ca thì mình làm đến 2 giờ đêm thì làm mình hết ca rồi thì làm mình về mình nghỉ mà. Tức là cái nhịp độ sinh học của mình là kịp thay đổi liên tục đúng Đúng không? Cứ đảo liên tục, chưa kịp thích rồi. nghi cái này đã thay đổi cái kia. Đúng Thế cho nên là hay bị trạng thái thiếu ngủ mệt mỏi hả? rồi. Thế thì sau này làm đêm là phải đeo máng nhai vào nữa lúc làm đấy, để nó cân bằng cái hệ đầu nó tốt lắm, nó đỡ bị sau này có những cái vấn đề về cổ vai gáy. Được chưa? Bây giờ thì tâm trạng tốt hơn chưa? Cũng thoải mái hơn ạ. Thoải mái hơn rồi đúng không? Thế bây giờ thì mình sẽ chữa cái vấn đề ngáp nhé. Rồi bây giờ chị cười lên, chị thẳng nằm thẳng đầu lên xem, nằm thẳng đầu cười cái xem. Đấy, này làm răng rất là đẹp đấy. Bây giờ là mình đeo máng rồi, bây giờ mình thấy thế nào? Chị nói nghe xem. Những cái triệu chứng chị ghi nhận được. Nói chung là nó đỡ hoàn toàn luôn so với lúc trước này. Lúc trước này thì là cái lúc mà mới đeo đeo máng này mà về là mình là nó
có cảm giác nó như là kiểu mình đau lại ấy. Nhưng mà xong nó cứ bắt đầu mỗi một hôm là nó giảm dần. Đến bây giờ thì em không có cảm giác là đau nữa cơ. Tức là cảm giác là không còn bị bệnh nữa đúng không? Cảm giác mọi thứ trở lại cảm thấy cân bằng bình thường đúng không? Thế giờ này có hay bị ngáp không? Dạ không ạ, bây giờ ít ngáp ạ. Chị thử ngáp cho em xem, chị há to hết cỡ xem. Rồi chị cắn lại. Thì đeo cái máng nhai này thì nó sẽ làm cho hệ thống cơ đầu mặt nó sẽ được thư giãn. Khi tưới máu tất cả những cái vùng cơ đầu mặt cũng sẽ tốt hơn. Ví dụ như khi mình nằm ngủ mình có thói quen siết chặt răng thứ thì là cái vùng sẽ bị là các cái cơ đầu mặt nó co lại thì sẽ bị thiểu dưỡng cái vùng đấy. Sau đó mình ngủ dậy thì mình sẽ bị mệt mỏi do các cái vùng cơ nó không thư giãn. Đáng ra nó bị nghỉ thì nó cứ suốt ngày nó bị căng. Nên mình đeo máng ra thì ngày trước mình nói là mình ngáp là mình khó chịu, nhưng bây giờ ngay cả ngáp là mình cũng thấy ít khi mình ngáp hơn đúng không? Từ khi thiếu ngủ mới ngáp thôi, còn bình thường sẽ không có cảm giác ngáp gà ngáp gật cả ngày nữa. Bây giờ ăn uống thứ bình thường đúng không? Hệ thống đau đầu thì sao? Dạ em cũng không còn đau đầu nữa, mà cũng không, nói chung là không có cảm giác là bị đau như kiểu là mình khỏe hẳn rồi ấy. Thế có giờ này có ngoáy tai không? Có đi ù tai nữa không? Em ngoáy nhưng mà không có cảm giác ù tai nữa. Hết rồi đúng không? Vâng.